Chán quá đi, Hồng không có gì để chơi cả. Buồn nhỉ. Có gì đâu mà phải buồn, cậu vui lên đi. Thôi, bây giờ bọn mình đi chơi nào. À, tớ nhớ rồi. Lần này tớ có thử thách này cho cậu nè. Ở trong rừng sâu có kem kem dâu đấy. Lần này tớ sẽ lấy đó làm thử thách cho cậu tiếp nha. Ồ, thử thách này được nè. Mà nghe nói kem dâu thì ở rất là xa, xa hơn mấy bữa trước. Công nhận là khó thiệt, nhưng tớ sẽ thử thách chính bản thân mình. Yeah, đi thôi. À, mà cậu đi theo tớ đi. Đi cho vui, lúc này tớ sẽ giới thiệu cho cậu. Thật hả? Được, tớ sẽ đi theo cậu Đi nào. đi 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 đi. đi. La 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 la. Ồ, chào cô dê. Ôi, làm ta giật hết cả mình. Nói gì mà to thế? Hai cháu đi đâu đây? Đi đi đâu mà xa thế? Dạ, cháu đi, tụi con đi thử thách chính bản thân chúng con ạ. À, đi tìm kem dâu tây ở trong rừng á. Hả? Cái bọn này cùng cùng bày đặt đặng thử thách nữa cơ. Đi tìm kem dâu nữa. Không có đâu. Cái này là của ta rồi. Thôi, bọn cháu đi trước đây. Chúc cô may mắn tìm được kem dâu trước nhé. Cái bọn này khen điều cô hả? Chờ ta đó, ta sẽ đem về cho các người xem. Xấu, thôi bọn mình đi thôi nào. Thấy đấy không, tớ đã nói với cậu rồi mà, thử thách của tớ rất là khó rồi nên tớ cho muốn cho cậu trải nghiệm trước á. Cũng đúng nhỉ, thử thách này khó thật đấy, còn đường đi khó khăn nhỉ. Tớ đang xem này, lỡ khi trên đường đi lại gặp. Đúng rồi. Mà hôm trước á, tớ gặp ở mấy bãi cỏ nó che hết, chắc là ở chỗ cỏ này nè. Tìm đi, còn mình tìm cho kỹ đi. Mình đi mãi mà không tìm thấy nhỉ. Ồ, còn đây có cục đá to nhỉ. Cậu đi nhớ cẩn thận nhỉ. Sao vậy? Ồ, sao vậy? Sao vậy cá sấu? Cái cục đá chết tiệt. Ở đâu cái không gì hồng vậy? hồng đó nè cậu. Ồ, cái gì nhỉ? Tức mặc kệ sự đau đớn của tớ. Ui, ra coi. Ồ, để tớ giúp đỡ cho cậu nào. Trời ơi, cái gì đây? Ồ, cái gì thế? Thử thách của tớ hoàn thành rồi. Đó là Mà kem cái dâu đó. gì? Kem Hả? dâu. Kem sâu. Trời. Yeah, thử thách thành công rồi. Kem dâu ngon thật đấy. Có hai quả dâu tây luôn kìa. Thôi, mà được rồi, bọn mình phải đem về để khoe cô dế mới được. Đi thôi, đi thôi. Đúng rồi. Đi tìm kem này hay thật đấy. Vui nhờ cậu. Tớ Đúng thích rồi đấy. kem này lắm á. Tớ chào hai cậu nhé. À, cá sấu à. Cậu đang gặm gì trong miệng thế? Kem dâu tây á, tụi tớ mới đi tìm về đấy. Đúng rồi, xin chào. Xin chào cậu dâu nhé. Tớ chào cậu. À xấu ơi, bất ngờ nhỉ, bất ngờ khi được gặp gấu dâu. Ôi, gấu dâu xinh thế nhỉ. Tớ cảm ơn khủng long. Công nhận hai cậu giỏi thật đấy. Đi đường xa lại còn kèm được kem dâu tây nữa cơ. Bọn tớ cảm ơn cậu nhé. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi, bọn tớ phải đi về sớm đây. Chào cậu nhé. Chào hai cậu. Vâng. À, phía trước có cô dê kìa, bọn mình lại đi. Được được. Cô dê. Trời đất ơi, nó có gì nó nhỏ nhỏ thôi, nó to thế. Làm ta giật cả mình, còn cá sấu này mất nét thật đấy. Người Con ta mách mẹ người. Nói to để cho cô nghe rõ thôi mà. Ta giả yếu đâu mà người nó to thế hả? Dạ, con cứ tưởng vậy thôi. Cái gì? Người tìm được cái gì đấy? Cái này cái gì? Kem dâu hả? Trời ơi. Đúng là cái bọn trẻ này tài thật đấy. Dạ, con cảm ơn cô. Ủa, cô đang đi tìm kem dâu mà, sao lại về sớm hơn bọn cháu vậy? Kệ ta không thích đi tìm nữa đấy, ta thích đi về sớm đấy. Thôi, bọn cháu đi về đây, chào cô nhé. Bực mình thật đấy, cái bọn này dám khiêu khích mình. Thôi đi về mất, ông dê mới được.